chung 15.000 cây sắt ở rồng thép cao nhất thế giới. Bí ẩn gì ở đây? Tuyến đường sắt Thanh Hải Tây Tạng, Trung Quốc, thường gọi là đường sắt Thanh Tạng, là tuyến đường sắt cao nhất thế giới, được mệnh danh là con rồng thép trên nóc nhà thế giới. Quá trình xây dựng tuyến đường sắt này, các kỹ sư đã chôn 15.000 cây sắt hai bên tuyến đường, mỗi cây dài 7 mét. Vậy bí ẩn bên trong những cây sắt này là gì? 1. Ngăn chặn sự xâm lấn của động vật hoang dã. Cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng có môi trường sinh thái độc đáo nên có nhiều động vật hoang dã sinh sống ở đây. Vậy nên các cây sắt 7 mét sẽ có tác dụng ngăn chặn động vật hoang dã tấn công đường sắt. 2. Duy trì an toàn đường sắt. Các cây sắt có thể cố định các tuyến đường sắt một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao khả năng chịu gió, tuyết và động đất tại khu vực đường sắt đi qua. Ngoài ra, các cây sắt còn đóng vai trò đỡ các dây cáp và đường dây thông tin liên lạc để đảm bảo hoạt động bình thường của đường sắt. 3. Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Bằng một vật liệu đặc biệt gọi là polymer, các cây sắt có tính dẫn điện tốt, ổn định nhiệt và chống oxy hóa. Vật liệu này có thể làm giảm điện trở, giảm mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị điện đường sắt và bảo vệ môi trường xanh. 4. Giảm tác động của đất đóng băng. Là một thiết bị tản nhiệt, cây sắt có thể làm giảm nhiệt độ của đất đóng băng một cách hiệu quả và giảm tác động của đất đóng băng lên nền đường sắt, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. 5. Nâng cao hiệu suất truyền tín hiệu. Bên trong cây sắt có một thiết bị của các tuyến đường sắt theo thời gian thực và truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển, giúp nhà vận hành có thể theo dõi hành trình để đưa ra biện pháp ngừa tai nạn. 6. Giảm ô nhiễm tiếng ồn. Bên trong cây sắt có một chất đặc biệt gọi là vật liệu âm thanh, có thể hấp thụ tiếng ồn phát ra khi tàu đi qua, giảm tác động đến môi trường xung quanh và người dân. 4. Giảm tác động của đất đóng băng. Là một thiết bị tản nhiệt, cây sắt có thể